Đó, cô chú coi chay nè. Sit on the table. Lên ghế ngồi con. Wow. Làm sao con? Bị ho. Bị ho hả? Quên đem đồ cột tóc ra. Lấy cái này cột tóc đỡ. Give me it. Don't throw it out. Chưa có thấy cha mẹ nào mà y như cha mẹ này hả chay hả? Yes. Here, let's get you up all the way. Bự. Cao quá chứ không phải bự quá con. Con đang ngồi bị cao chứ không phải là con dùng từ bự. Con nói đi cao quá. Đúng rồi. Nó nói bự quá. Mong mốt chay sẽ bị mắc những cái lỗi này khi nói tiếng Việt. Chay đang ăn. Chay đang ăn gì á? Chay sẽ arg. Đẹp không? Oh, how did she know? Well, she knew what? She said this is pirate. Because I said pirate. Trời ơi, nó nói là nó đang là cướp biển á. Nó đều đội cái này là gọi đội giống cướp biển á, thấy ghê ba không? Cái này là nó nói cái này là pirate. Pirate là cướp biển. Con nói đi cướp biển. Cướp biển pirate. Ờ, nhưng mà chay á chỉ là cướp hồ, cướp sông thôi, cướp suối rồi thôi chứ chưa tới biển. Bạn của chay đó trời ngồi rồi. Share. Trời xe đúng rồi, giỏi không? Đó hỏi hỏi đó hỏi xe cho cú mèo ăn chung đó coi được không? Giỏi luôn. Chay giờ ngồi cao bằng cú mèo rồi kìa, thấy chưa? Đúng rồi, gác chân lên cú mèo, nằm dựa ngửa ra. Đưa mỗi mét mốt lên. Neo. Ờ neo sợi cú mèo có neo nữa đúng rồi. Chay. Hết rồi. Hết chưa? Chay ăn gummy bear. Gummy bear là gì chay? Đừng đừng té. Gummy bear là gì chay? Là kẹo dẻo. Đúng. Hỏi cú mèo có ăn kẹo dẻo không? Gãy rồi. Hả? Gãy rồi. Gãy rồi hả? That's pretty cool. I can look and see if there's the cups. Hiện tại bây giờ bên này là khoảng 12 giờ trưa đó cô chú. Thời tiết rất là đẹp luôn. Bye, she eat up. Ba sao? Bye. Let's see, can you see? Okay. Look, look, look. Can you see through there? Is it black? Yeah. What? Oh, here, see it? Look at it straight. Mày nhìn thấy gì không chay? Thấy gì không? What do you see? Thấy gì? Thấy gì? Thấy này. Thấy này là gì? You see the zombies? Yeah. She's serious. She's more serious looking now. Zombie. Nó thấy zombie đó. Nó xạo chứ sao? Up. Both eyes. What do you see? Zombie. Nó nói, ba nó hỏi con thấy gì, nó thấy zombie, nó xạo không? Zombie. Con zombie nó màu gì á? Màu gray. Màu gray hả? Zombie nào màu gray? Ừ đúng rồi ha, zombie màu gray, màu xám mà đúng rồi. Rồi rớt rồi. Hả? Mommy. You can see good right now, right? Yeah. Mama, what's wrong, mommy? Huh? Yeah, Dale. Dale. Có thấy không? Có thấy tai mẹ không? You gotta hold it like this, and like, and like this, and now hold it up. It's a zombie. Rồi, có cần muốn coi zombie phải không? Hot. Nóng quá, nó nóng quá, nó không chịu ngồi đó. Nè nè, coi kia. Hot. Ngồi cái ghế làm sao ngồi không? Mấy này mà nóng quá ngồi ra quấn rác luôn á. Vậy mà Mỹ ngồi no, Mỹ người ta ngồi đâu nè. Why'd you take off your bandana? No, it was because of the. Here. Đeo lại đi con. Bandana first. No. Yeah, banana. No. You want it off? Yeah. You want your hair down? Yeah.
cái đầu tóc nó nhìn bệt 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 là do sức kem chống nắng đó. Sức kem chống nắng lên rồi nó bị bệt bệt giống như là mới tắm xong. Okay, ready? Let like this, like this, and then put it up to your face. Nhìn có thấy mẹ không? You see mommy? Yes, zombie. You want to see zombie? Okay, so sit up here and then go look in the bushes over there. See the bushes? Go point at the bushes. Oh, you see zombie? This is zombie. Ah, thấy zombie đó. Okay, show him again. Look at him again. What color? What color is the zombie? Look zombie at it again. Zombie màu gì? White. Màu white? Yeah. A white zombie. Màu trắng luôn ghê không? Thấy mẹ không? Here, you get it right. You gotta put it around your head. Here, like this. You put it around your head, and then you hold it like this. Put your hand right here. Down. Put your hand right here. That's hurt. Okay. That's hurt. Yeah. I see zombie right here. Oh, she sees a zombie right there. Oh, ghê vậy ta, sợ quá. Yay. Con có sợ không? Mẹ mở zombie không? Mở nhạc zombie cho nghe hả? Baby, she want a zombie music. Giờ muốn nghe nhạc zombie. So ăn rồi tối ngày cứ zombie sure rồi cứ Halloween rồi cứ miết vậy đó. Chay được cái chay không có thích nóng rồi chay ha. Nóng gì vừa mới phải thôi. Nóng này. Thôi trời ơi cái giờ này mà đính cái mền này ra làm chi trời. Này cái mền này ra là thành zombie luôn đó. Nóng. Oh, she wants to go under the red. 24 độ C đó chay à. It's not cold out. You only put that on when you're cold out. No. Đây, em bé triệu like của cô chú đang ngâm. Bị nóng gì? Nhà dưới. Dưới nào, mát không? Con cá dưới. Con cá gì dưới hả? Mẹ đâu biết con cá dưới cá gì? Cá màu green hả? Có không? Ở dưới con cá màu green không? Cắn chim nè. À con cá cắn chim nè hả? Có cắn không? Sai xạo. Bỏ chân xuống ngâm đi con, bỏ chân xuống ngâm dưới nước đi con. Con đạp. Đúng rồi. Slashes. We are go under. 1, 2, 3. Go. Jump. JD, let's jump into the water. Nhảy xuống không? Okay. Nhảy không? Nhảy xuống đi chị. 1, 2, 3, go. Nhảy đi. Suy nghĩ gì nữa? Hả? Có ngồi suy nghĩ gì nữa? Thôi bây giờ mình lên tàu đi. Đi lên tàu. Đi lên tàu không? Rồi, ướt đồ rồi. Mày lên này, mày quay này. À, đi lên đây con. Đã không? Lên đây. Hả? À con nhảy xuống là con ướt rồi á hả? Mẹ từ từ. Mẹ từ từ, mẹ đâu có nhảy đâu. Con nhảy xuống không? Dạ không hả? Đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nhảy đi. Nhảy xuống bơi, đây cặn nhất à. À, be careful mẹ ơi, be careful, đúng rồi. Mẹ cẩn thận chứ mẹ đâu làm gì đâu con, mới be careful kìa. Để cái đó lót dưới đó ngồi đi cho đừng có nóng đít. Wow. Slash it. We are. If you're gonna get wet, Teddy, you should put your swimsuit on. You wanna get wet? Con có muốn ướt không? Muốn ướt thì mặc đồ bơi vô. Rồi cái mình phơi bộ đồ kia lên thuyền cái chút nữa nó khô mặc vô lại.
Trời ơi, giỏi cho cô chú. Chân đó là chân, là chân của cơ thủ bơi đó. À, ý là nó nói là nó làm nước văng lên mặt lạnh quá. Yeah. Đi con. Đi thôi, đi thôi. Leo lên. Đúng rồi, giỏi, tự leo. Đúng rồi, giỏi. Ướt đồ rồi hả? Kệ đi. Đây. Dạ. Dạ có. Dạ có hả? Rồi lên kia ngồi, quan kia ngồi. Ôi, trời ơi, cái đầm lạnh quá vậy. Đi lên, lên đây ngồi, đụng vô mẹ mày lạnh quá. Nước lạnh dễ sợ luôn á. Đúng rồi, trời ơi, đầm ướt đầm ướt chân rồi, ướt giò đó hả? À, con bị đau bù bù quá hả? À, bị té rồi, nãy dọc nước giờ bị rác á phải không? Baby. Rồi, chỗ đó chuẩn bị nắng rồi. Sao vậy, sao con ngồi đơ vậy? À, giờ thay đồ bơi vô nha. Giờ thay đồ bơi, mặc đồ bơi nha. Ôi, trời, trời, trời. Catch it. Con phải đếm 1, 2, 3 mẹ mới biết đường chứ con. Trời ơi, ướt nhẹp luôn rồi nè. Mặc vô không? Thấy mẹ nè, 1. Yeah. 1, 2, 3. Ba uống gì vậy? You want some Heineken? Uống miếng đi. Ba uống gì á, con uống miếng đi. Ghế ngồi. No Heineken for you though. Mát quá trời ơi này. Cái gì mát, nóng luôn á. You want some water? Yeah, what? Water. À, mẹ bị cá phô, trời ơi, nó thấy yeah, mình ngồi. Thấy mình ngồi đây nó mẹ bị cá phô. Mẹ là cẩn thận nha mẹ. Mấy mẹ ơi cẩn thận. Đúng rồi. Con lấy chai nước xuống cho ba mở cho con uống. Lấy chai nước xuống mở cho ba uống kìa. À, ba mở con uống kìa. Ba chụp đi, ba nói không. Không, đừng thấy. Bỏ lại chỗ cũ. You want some water? A big water. Hả, uống nước. A big water. Oh, it's a big water? Yeah. Big water. And hot, mẹ ăn hot. Mẹ uống hết nước à? Để chút đi, để chút đi, mẹ uống hết. Để chút đi, bây giờ con uống trước đi rồi mẹ uống hết. Mẹ ơi cho con. Tới mẹ uống hết hả? Mẹ uống miếng, con uống miếng nha. Ừ, muốn ngồi xuống ngồi đi. Dụ dụ cho nó uống nhiều nước cho. Uống miếng cho mẹ với nha. Nhiều vô. Rồi. Thôi con á. Thấy chay, đúng rồi. Nhiều vô.
Nhiều vô. Uống miếng ở đây. Trời ơi, muốn vô với ba, trời ơi. Vô. Mà hai ba vô. Thôi trời, trời. Chịu đời nổi. Bị sặc nước hả? Got some up your nose, hả? Are you okay? Yeah. Yeah. It's not. Oh. Y'all got your nose. Boop. Nên đây là nước vô cái mũi đó. Boop. Uống đi nó đi tới mẹ. Uống đi tới mẹ. Lại lên. Wow. Thuyền sống. Thuyền sống nhá. Té. Em cái chú đó chú chạy qua nhanh quá cái làm sóng dập mình đó con. Uống đi tới mẹ. Rồi. Mình hết. Rồi tới con. Rồi uống lại. Rồi tới mẹ. Tới mẹ. Vô với ba đi. Nó thấy ngôi sao ở trên cái chai nó nói chuyện cùng Twinkle Little Star là nó ngôi sao đó. Mẹ. Ừ. Con. Mẹ. Sương môi. Sương môi áo. Thôi đi. Bậy không. Áo của ta bình thường vậy kia quá, ta sương môi. Em đẩy xuống. Để điện thoại xuống hả? Dạ. Rồi, để điện thoại xuống, ok, để điện thoại xuống. Ngon quá. Ngon không? Dạ. Rồi, chị uống hết đi, còn như đây nè, chị uống hết đi. Bà làm sao? Dạ, cố lên. Nào, chị uống hết đi, chị uống hết. cố lên. Yeah, daddy look. Drink. Oh, you're not finished. Drink. Rồi, vô đây con. Mommy, drink. Rồi, con ơi, con uống đi, uống hết luôn. All the way. Bottoms up. Cố lên. Nữa đi. Cố lên. Put it over there, JD. In the little holder. Okay. Giỏi quá. Good job. Put it in the little holder. No. Don't throw it on the lake. No. No, JD. Không được dùng xuống sông nha chưa? We gotta put it in there. Put it over there. Jenny, you throw it in the lake. I'm throwing you in the lake. Con mà thải cái đó xuống là ba thải con xuống luôn á. Go put it over there where it goes. Đưa cho ba đi. Yeah. Okay, baby, it's time to change. You gotta get your vest on so we can go around the lake. Oh yeah. Rồi để ba thay đồ cho chay đi chay. Okay, Jade. Yeah. Why is it wet? She was sitting on it. Mà cái đầm đẹp dễ sợ thì cái đầm đẹp gì đẹp gì dễ sợ rồi bay. Bị ướt rồi. Kêu đầm đẹp nó bị ướt rồi. Mẹ đã. Rồi kêu ba gỡ đi, đã đi. You ready? Yeah. Rồi thôi bây giờ chào tạm biệt cô chú nha. Cảm ơn cô chú đã xem video clip ngày hôm nay. Bây giờ chay với mẹ, chay với ba, chay sẽ ngồi ngoài thuyền và ngồi chơi vậy thôi, không làm gì nữa. Chay sẽ thay đổi Simi. Bye bye cô chú nha. Bye bye. Con nói quay qua đi, bye bye cô chú. Ai cần chứ như con mặc đồ. Ờ, bé chay cô chú cho con mặc đồ. À, bây giờ by all means, baby. Chay mặc đồ bơi nè cô chú nè. Giờ sao chay muốn gì? You want a gummy bear? You want a gummy bear? You want a funny, funny, funny looking gummy bear. Bà hát sao? Bà hát gummy bear. À, bà hát gummy bear hả? Yeah. I got the gummy bears. Yes, I got the gummy bears. Are you hungry? No? No gummy? Are you sure? Con có muốn gummy bear không? Are you sure? Dạ có. Oh, wow. Good girl. Somebody very polite. That's like saying please. Dạ có. There you go. Dạ mẹ, đúng rồi. You can have the whole bag. Từ sáng giờ ăn ba bà trẻ nha. She's eating like 3 at a time? No, the whole day. No, 3 bags? Mm-hmm.
gì vậy? Không ăn. Không ăn hả? Mẹ đúng rồi. Không ăn, đưa ba đi, đưa ba đi, đưa ba. Nó cũng ấy lắm. She doesn't want it. Nó đang ăn ba bịch chị chứ không phải cái nào nó không ăn. But don't throw the bag in the lake. Rồi đưa đây, đưa, đưa, đưa hết bịch còn lại đây. Give mommy the bag. Chạy đi vô viên. Yay. Ghế ngồi không? Trên ghế ngồi không? Sáng giờ là nguyên nhà chơi ngồi ngủ vậy là đi ngoài đường chưa không 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 nằm vô tới nhà luôn, ngồi ngoài đường không luôn. What's this, sweetie? Mùa hè mà. Biết con biết, con biết cái này là mình mua ở đâu không? À. Biết này là mình mua ở đâu không? Này là lúc mà mình đi qua Úc mình mua nè, Laguna Beach, California nè. Baby shark. Nhớ, con nhớ là bữa mình đi qua nhà Úc mình đi bơi không? Đi bơi ngoài biển không? Tắm biển không? Cái Úc dẫn mình đi vòng vòng cái Laguna này nè. Cái xong rồi mẹ vô mẹ mua nè. Baby, I remember exactly what happened to this baby shark. Like I went inside to buy this and there was a Mexican guy that he was saying like, here you go, Senorita. He said that. And then I went outside and I told you and Julia, I was like, oh, he said, here you go, Senorita and Julia. I was like, oh, why didn't you sing the song? I love it when you call me Senorita. Oh, she's such a blast. Where is Julia? She should come on over to Michigan. Enjoy the lake with us. Remember exactly the story. Con cá mập nó có quá trời răng luôn á chay. Con cá nó quá trời răng, nó ăn nó cắn sao? Ừ. Cắn mau mau, đi cắn nhẹ. Con gì á? Mẹ đâu biết con đó con gì đâu. But that Laguna is really like a place for visitors. Right? Selling lots of stuff. For, JD flip flop we bought there too. Yeah. Lên ghế ngồi đi. Trời ơi nó cho con baby shark đu 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 ăn gum bì bè. À, lên thuyền là đeo vậy đó cô chú. Biết sao không? Tại bữa nay có công an nhiều, không phải có cảnh sát á. Chồng Ngọc nãy giờ làm chai bia này chai thứ hai đó, ghê chưa? Trời. Dép chai nè. Mấy con gì á? Con gì đâu con? À cái chỗ đó là chỗ chơi cho mấy bạn mà nhà mà không có nhà ở trên sông á, nhìn thẳng coi. À. Mấy bạn có nhà trên sông á. Các bạn ra đó bạn tắm á. Nó mấy bạn chứ mấy anh, mấy chị, mấy cô, mấy chú không đó. Wow, mấy cô, mấy chú. Rồi. Lên ghế ngồi, trời ơi, nó biết kìa không? Nó biết ba nó chuẩn bị chạy thuyền là nó kiếm ghế nó ngồi coi thôi hay không? Trời có bạn ngồi nè. Đó, đây là tướng ngồi của chay team khi mà chay 15 tuổi. 14 15 tuổi là chay sẽ nằm phơi nắng như vậy nè. Cái da nó nâu đó, tướng ngồi của chay đó. Mới 2 tuổi rưỡi.